Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Xuất Ai Cập Ký Chương 1. Đây là tên các con trai của Israel. Mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Jacob đến xứ Ai Cập: Ruben, Simeon, Levi và Judah, Issachar, Zabulon và Benjamin, Dan, Nephtali, Gad và Asher. Hết thảy những người bởi Jacob sinh ra được 70 người. Joseph đã ở tại xứ Ai Cập. Và Joseph và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên rất cường thạnh, cả xứ đều đầy dẫy. Nhưng bây giờ tại nước Ai Cập có một vua mới lên ngôi, chẳng quen biết Joseph. Vua phán cùng dân mình rằng: "Này, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Hè, ta hãy dùng trước khôn ngoan đối cùng họ, kẻo họ thêm nhiều lên. Một mai, nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta và ra khỏi xứ chăng?" Vậy, người Ai Cập bèn đặt các kẻ đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhọc. Họ xây thành Phi Thom và Ramse dùng làm kho tàng cho Pharaon. Nhưng người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy. Người Ai Cập bèn đem lòng ghen ghét dân Israel, bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Ai Cập bắt dân Israel làm nhọc nhằn lắm. Vua xứ Ai Cập cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrew, một người tên Sipra và một người tên Phu-a mà rằng: "Khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hebrew, hễ thấy sinh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống." Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ai Cập phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Vua xứ Ai Cập bèn đòi những bà mụ mà phán rằng: "Sao các ngươi làm như vậy, để cho những con trai sống?" Các bà mụ tâu rằng: "Ấy tại người đàn bà Hebrew chẳng phải như người đàn bà Ai Cập, vì họ mạnh khỏe hơn, đã sinh nở trước khi mụ đến." Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng: "Phàm con trai của dân Hebrew mới sinh, hãy liệng xuống sông, còn con gái thì để cho sống." Sách Xuất Ai Cập Ký Chương 1. Đây là tên các con trai của Israel. Mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Jacob đến xứ Ai Cập: Ruben, Simeon, Levi và Judah, Issachar, Zabulon và Benjamin, Dan, Nephtali, Gad và Asher. Hết thảy những người bởi Jacob sinh ra được 70 người. Joseph đã ở tại xứ Ai Cập. Và Joseph và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên rất cường thạnh, cả xứ đều đầy dẫy. Nhưng bây giờ tại nước Ai Cập có một vua mới lên ngôi, chẳng quen biết Joseph. Vua phán cùng dân mình rằng: "Này, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Hè, ta hãy dùng trước khôn ngoan đối cùng họ, kẻo họ thêm nhiều lên. Một mai, nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta và ra khỏi xứ chăng?" Vậy, người Ai Cập bèn đặt các kẻ đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhọc. Họ xây thành Phi Thom và Ramse dùng làm kho tàng cho Pharaon. Nhưng người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy.
người Ai Cập bèn đem lòng ghen ghét dân Israel, bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Ai Cập bắt dân Israel làm nhọc nhằn lắm. Vua xứ Ai Cập cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrew, một người tên Sipra và một người tên Phu-a mà rằng: khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hebrew, hãy thấy sinh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ai Cập phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Vua xứ Ai Cập bèn đòi những bà mụ mà phán rằng: sao các ngươi làm như vậy, để cho những con trai sống? Các bà mụ tâu rằng: ấy tại người đàn bà Hebrew chẳng phải như người đàn bà Ai Cập, vì họ mạnh khỏe hơn, đã sinh nở trước khi mụ đến. Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng: phàm con trai của dân Hebrew mới sinh, hãy liện xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Sách Xuất Ai Cập Ký, chương 1. Đây là tên các con trai của Israel. Mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Jacob đến xứ Ai Cập: Ruben, Simeon, Levi và Judah, Issachar, Sabulon và Benjamin, Dan, Nephtali, Gad và Asher. Hết thảy những người bởi Jacob sinh ra được 70 người. Joseph đã ở tại xứ Ai Cập. Và Joseph và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên rất cường thạnh, cả xứ đều đầy dẫy. Nhưng bây giờ tại nước Ai Cập có một vua mới lên ngôi, chẳng quen biết Joseph. Vua phán cùng dân mình rằng: này, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Hè, ta hãy dùng trước khôn ngoan đối cùng họ, kéo họ thêm nhiều lên. Một mai, nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta và ra khỏi xứ chăng? Vậy, người Ai Cập bèn đặt các kẻ đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhọc. Họ xây thành Phi Thom và Ramse, dùng làm kho tàng cho Pharaon. Nhưng người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy. Người Ai Cập bèn đem lòng ghen ghét dân Israel, bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Ai Cập bắt dân Israel làm nhọc nhằn lắm. Vua xứ Ai Cập cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrew, một người tên Sipra và một người tên Phu-a mà rằng: khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hebrew, hãy thấy sinh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ai Cập phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Vua xứ Ai Cập bèn đòi những bà mụ mà phán rằng: sao các ngươi làm như vậy, để cho những con trai sống? Các bà mụ tâu rằng: ấy tại người đàn bà Hebrew chẳng phải như người đàn bà Ai Cập, vì họ mạnh khỏe hơn, đã sinh nở trước khi mụ đến. Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng: phàm con trai của dân Hebrew mới sinh, hãy liện xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Chương 6. Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ? Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao, huống chi việc đời này? Vậy, khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời này,
sao lấy những kẻ không kể ra chi trong hội thánh làm người xét đoán? Tôi nói thế làm cho anh em hổ thẹn. Ấy vậy, trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao? Nhưng anh em kiện anh em lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin. Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn? Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em gian lận, lại làm thể ý cho người anh em nữa. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình. Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yếu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia, anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bằng là vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Và Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đỉ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tính thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chương 7. Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em. Tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng? Ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chứ chẳng phải sự tôi truyền biểu. Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi. Song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời. Người này thể này, kẻ kia thể khác. Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả và kẻ quá bụa rằng, ở được như tôi thì hơn. Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả. Vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình uông đốt. Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng. Ví bằng đã phân rẽ nhau thì nên ở vậy, đừng lấy chồng khác, hay là phải lại hòa thuận với chồng mình. Còn chồng cũng không nên để vợ. Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng, nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì không nên để bỏ. Lại, nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa
nhân vợ mình được nên thánh. Vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ thì cho phân rẽ. Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy, đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Có người nào đã chịu phép cắt bì rồi được gọi chăng? Nên cứ giữ cắt bì vậy. Có người nào chưa chịu cắt bì mà được gọi chăng thì chớ chịu phép cắt bì. Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì. Sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy. Ngươi đương làm tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo. Song nếu ngươi có thể được tự do thì hãy nhân dịp đó là hơn. Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha. Cũng một lẽ ấy, ai đứng tự do mà được gọi thì làm tôi mọi của đấng Christ. Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền, song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin nên tôi ban lời khuyên bảo. Vậy, tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ thì chẳng phạm tội gì, và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Hỏi anh em, vậy thì tôi bảo này, thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có, kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc, kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui, kẻ đương mua nên như kẻ chẳng được của gì, và kẻ dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy, vì hình trạng thế gian này qua đi. Vả, tôi muốn anh em được thong thả, chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chứ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì và phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì. Trong cơn đó, người con gái nên lấy chồng. Song có ai được tự chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt buộc, mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì nấy làm phải lẽ mà cứ theo như mình đã quyết chí. Thế thì kẻ gả con gái mình làm phải lẽ, song kẻ không gả còn làm phải lẽ hơn nữa. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy thì có phước hơn. Vả, tôi tưởng tôi cũng có thánh linh của Đức Chúa Trời. Chương 8. Luận đến của cúng các thần tượng, thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết cả. Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời,
thì Đức Chúa Trời biết người đó. Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chứ không có thần nào khác. Thật, người ta xưng có các thần khác hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất, bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài, là chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jesus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng, thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. Và ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn chẳng được ích gì, bằng không ăn cũng chẳng tổn gì. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Bởi vì nếu có kẻ lương tâm yếu đuối thấy ngươi là người có sự hay biết ngồi ăn trong miếu tà thần, thì há chẳng cũng bắt chước mà ăn của cúng tế sao? Thế thì ngươi lấy sự hay biết mình mà làm hư mất kẻ yếu đuối, là người anh em mà Đấng Christ đã chết thế cho. Khi nào mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương, thì là phạm tội cùng Đấng Christ. Cho nên, nếu đồ ăn xúi anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi. Thi Thiên thứ 8. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Nhưng vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đăng bú mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Cả loài chiên, loài bò, đến độ các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài.
và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.